Hàn Quốc là đối thủ mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam trong những trận giao hữu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Philippe Chu. Chạm trán đội bóng đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng FIFA là cơ hội tốt để các cầu thủ học hỏi, đồng thời nhìn nhận được những điểm thiếu sót. Đội tuyển Hàn Quốc được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Jürgen Klinsmann, nhà cầm quân người Đức có sự khởi đầu không tốt bằng 5 trận không thắng liên tiếp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đối thủ của đội tuyển Hàn Quốc khi đó đa số là những đội bóng ngang tầm hoặc mạnh hơn họ, trừ trường hợp El Salvador xếp hạng 76 thế giới. Ông Klinsmann tạm xoa dịu sự căng thẳng từ dư luận bằng 2 chiến thắng gần nhất. Đội tuyển xứ Kim Chi đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 và thắng đậm 4-0 trước Tunisia cách đây ít ngày. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Hàn Quốc đang đứng thứ 26, hơn đội tuyển Việt Nam tới 69 bậc. Sự chênh lệch trình độ giữa hai đội bóng quá rõ ràng. Son Heung-min là ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Hàn Quốc cũng như bóng đá châu Á ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo của Tottenham Hotspur đang có phong độ rất cao với 6 bàn thắng ở ngoại hạng Anh mùa này. Lee Kang-in, PSG, Hwang Hee-chang, Wolverhampton hay Kim Min-jae, Bayern Munich cũng là những tên tuổi lớn. Dù vậy, Kim Min-jae có dấu hiệu quá tải và Son Heung-min chưa hoàn toàn bình phục chấn thương chưa chắc ra sân. Huấn luyện viên Klinsmann triệu tập danh sách 24 cầu thủ. Chỉ 10 người trong số này đang thi đấu cho các câu lạc bộ quốc nội và đa số trong nhóm này chơi ở hàng thủ. Các ngôi sao ở tuyến giữa và hàng công đều đang chơi bóng ở châu Âu. Đội tuyển Hàn Quốc cũng đang thử nghiệm những phương án nhân sự và chiến thuật. Ông Klinsmann ưa thích sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1. Trong đó, Son Heung-min chơi tự do bên cạnh trung phong cho Hee-sung. Vấn đề mà ông Klinsmann đang tìm cách giải quyết là làm thế nào lắp ghép được cả Hwang Hee-chang lẫn Lee Kang-in vào hàng công để khai thác tối đa những ngôi sao của đội tuyển Hàn Quốc. Chạm trán đối thủ rất mạnh, đội tuyển Việt Nam không ở trạng thái tốt nhất. Phong độ của thầy trò ông Philippe Chu khiến người hâm mộ lo lắng. Dưới thời tân huấn luyện viên người Pháp, đội tuyển Việt Nam thắng 3 trận liên tiếp trước Hồng Kông, Trung Quốc, Syria và Palestine. Dù vậy, khi tăng độ khó trước các đối thủ có trình độ cao hơn là Trung Quốc và Uzbekistan, đội tuyển Việt Nam nhận 2 thất bại với tỷ số 0-2 kèm những màn trình diễn không đủ tốt. Đội tuyển Việt Nam bộc lộ rõ hơn những vấn đề trong phòng ngự và phối hợp tấn công khi gặp các đối thủ mạnh. Các cầu thủ có thể kiểm soát bóng, nhưng họ chưa định hình rõ phương hướng xử lý khi có bóng. Mặt khác, cách phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng có vấn đề. Đây là những điểm yếu mà ông Chu Xie muốn các học trò khắc phục. Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu này mà không có lực lượng tốt nhất. Ông Chu Xie triệu ứng nhiều cầu thủ trẻ trong đợt tập trung này. Lực lượng nòng cốt của đội tuyển Việt Nam cũng gặp tổn thất sau 2 trận giao hữu với Trung Quốc và Uzbekistan. Lần lượt Nguyễn Quang Hải và Quế Ngọc Hải chấn thương, trong khi Nguyễn Tiến Linh bị cấm thi đấu do nhận thẻ đỏ.